Chuyện bên trong cái đầu, nhà xuất bản Kim Đồng. Vào ngày Riley chào đời, vui vẻ xuất hiện. Vui vẻ là một cảm xúc. Cô làm việc bên trong sở chỉ huy, trung tâm điều khiển chính trong tâm trí Riley. Ở đó, từ một màn hình khổng lồ, vui vẻ có thể nhìn thấy cuộc đời qua đôi mắt của Riley. Vui vẻ ngỡ ngàng ngắm ba mẹ Riley khi họ nhìn thấy đứa con gái yêu của mình lần đầu tiên. Vui vẻ muốn cuộc sống của Riley ngập tràn hạnh phúc. Mục tiêu của cô là làm sao để những khối cầu ký ức màu vàng vui tươi chảy không ngừng qua sở chỉ huy. Và vì cô là cảm xúc duy nhất, vui vẻ nghĩ công việc của mình sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ 30 giây sau khi Riley ra đời, một cảm xúc khác xuất hiện, đó là buồn bã. Khi cảm xúc màu xanh bé nhỏ này nắm quyền điều khiển sở chỉ huy, Riley bắt đầu khóc toáng lên. Vui vẻ vội đẩy buồn bã sang một bên. Chỉ ít lâu sau, sở chỉ huy trở nên tấp nập, đông đúc hơn khi những cảm xúc mới có mặt để nhận nhiệm vụ. Các cảm xúc thay phiên nhau điều chỉnh bàn điều khiển, dẫn dắt Riley trải qua mọi hoạt động hàng ngày, các loại tương tác tiếp xúc và cả những thử thách. Vui vẻ cảm thấy hầu như mọi cảm xúc đều đóng một vai trò quan trọng nào đó. Sợ hãi giúp Riley được an toàn. Chẳng hạn, nếu có một sợi dây điện loang ngoằng nguy hiểm vắt ngang đường, sợ hãi chính là cảm xúc dẫn Riley bước qua một cách suôn sẻ. Nếu Riley gặp cái gì đó có vẻ kinh dị, chán ghét sẽ đứng ra xử lý ngay. Cô nàng giúp Riley quyết định xem nên đón nhận nó hay nhổ toẹt ra. Và không ai giải quyết những chuyện bất bình trong đời giỏi hơn giận dữ. Anh ta giúp Riley tự bảo vệ mình và đòi lại công bằng. Nhưng còn buồn bã, sao Riley lại cần đến cô nàng này nhỉ? Có vẻ lúc nào cô ta cũng làm Riley giàu dĩ, điều hoàn toàn trái ngược với mong muốn của vui vẻ. Vì vậy, vui vẻ luôn tìm mọi cách để giữ buồn bã tránh xa khỏi bàn điều khiển trong sở chỉ huy. Bên ngoài sở chỉ huy trong thế giới tâm trí là năm đảo tính cách của Riley, gồm có gia đình, trung thực, khúc côn cầu, tình bạn và ngốc nghếch. Các đảo tính cách nối với sở chỉ huy qua những sợi dây ánh sáng. Các ký ức lõi của Riley, những ký ức siêu quan trọng, ghi lại các khoảnh khắc then chốt trong cuộc đời cô bé, truyền năng lượng qua các dây ánh sáng ấy để giữ năm đảo tính cách hoạt động liên tục. Nhờ vui vẻ luôn hăng hái nắm quyền điều khiển, Riley đã có một tuổi thơ tuyệt vời. Ngày ngày, những khối cầu ký ức màu vàng tươi tắn, nườm nượp lăn qua sở chỉ huy. 11 năm đầu đời của Riley diễn ra theo đúng dự kiến của vui vẻ. Thế rồi, tất cả vụt thay đổi. Bà mẹ Riley giao bán căn nhà ở Minnesota, gói ghém hành lý, rồi cả gia đình cùng chuyển tới tận San Francisco. Xe vừa đỗ xịch trước căn nhà mới, các cảm xúc đã đờ ra vì kinh hãi. Nhà gì mà bé tẹo, trông ghê ghê, đã thế còn bốc mùi rõ kỳ quặc. Vui vẻ cố vực tinh thần của các bạn lên. Tớ có ý này hay tuyệt, cô hô to và nhanh tay lắp một bóng đèn sáng kiến vào bàn điều khiển. Riley bỗng chộp lấy cây gậy khúc côn cầu và cả nhà cùng bày ra một trận cầu vui nhộn ngay trong phòng khách. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bà Riley nhận được một cú điện thoại gọi ông đi làm gấp. Ôi, bà chẳng thương bọn mình nữa rồi, buồn quá. Buồn bã rên rỉ. Để tớ điều khiển nhé. Cô bước đến chỗ bàn điều khiển, nhưng vui vẻ đã chắn ngang. Riley đã ăn trưa đâu? Vui vẻ kêu lên. Mẹ con Riley ra ngoài kiếm bánh pizza, nhưng lại gặp một thảm họa khác. Bánh pizza gì mà lại rắc súp lơ xanh. Chán ghét sợ đến chết khiếp. Đủ rồi,
tôi chịu thôi. Cô nàng ngúng quẩy rồi quay lưng đi thẳng, còn giận dữ nổi cơm tăm bảnh. Chúc mừng nhá, San Francisco, các người phá hỏng món pizza rồi. Khi mẹ con Riley đi bộ về nhà, vui vẻ cố chọc cho Riley tươi tỉnh lên bằng một ký ức vui trên hành trình chuyển nhà. Thế mà buồn bã lại chạm vào quả cầu ký ức và biến nó thành màu xanh. Hay nhỉ buồn bã, chán ghét nói. Sau này, khi Riley nhớ lại những khoảnh khắc đó với ba, cô ấy sẽ thấy buồn. Hoan hô! Vui vẻ bảo buồn bã không được động vào ký ức nào nữa. Nhưng buồn bã không thể dừng tay. Cô hất một ký ức lõi ra khỏi bệ đỡ ký ức, khiến đảo ngốc nghếch tối thui lại. May thay, vui vẻ kịp đặt ký ức lõi vào chỗ cũ, đảo ngốc nghếch lại được truyền năng lượng. Vui vẻ phải tìm cách giữ buồn bã tránh xa mọi ký ức của Riley. Vì vậy, cô giao cho buồn bã nhiệm vụ đọc sách cẩm nang trí não. Những chỉ dẫn sẽ giúp ta hiểu hơn về thế giới tâm trí. Số cậu sướng thật, được đọc toàn những thứ hay ho bổ béo. Tớ phải đi làm việc đây, cuộc đời thật lắm bất công. Vui vẻ giàu dĩ. Trong lúc đó, các cảm xúc khác than phiền không ngớt. Chuyển nhà mới chật chuyển nhiếc, rạch việc. Giận dữ cằn nhằn, vui vẻ cố hướng các bạn nhìn vào mặt tích cực, nhưng họ khăng khăng không chịu. Đêm ấy, khi mẹ Riley bước vào phòng ngủ của cô bé, các cảm xúc hồi hộp đón chờ thêm tin xấu. Nhưng không, mẹ chỉ cảm ơn Riley vì đã luôn là một cô gái nhỏ bé vui tươi. Cả năm cảm xúc được một phen bất ngờ. Khi Riley đã thiếp đi, vui vẻ gợi lại ký ức về một buổi trượt băng mà Riley rất yêu thích, để cô bé được mơ về nó. Cậu đừng lo gì, vui vẻ thì thầm với Riley khi cô bé trượt nhịp nhàng theo dòng ký ức được tái hiện. Tớ đảm bảo mai sẽ là một ngày tuyệt vời, tớ hứa đấy. Sáng hôm sau, vui vẻ đã sẵn sàng. Tuyệt, ngày đầu tiên đi học, cô nàng reo lên. Vui vẻ giao nhiệm vụ cho tất cả mọi người, kể cả buồn bã. Đây là vòng tròn buồn bã nha. Nhiệm vụ của cậu là đảm bảo tất cả các nỗi buồn chỉ ở bên trong vòng tròn này thôi, cô nói. Riley tạm biệt ba mẹ rồi tung tăng đến ngôi trường mới. Tính đến lúc này, mọi chuyện đều suôn sẻ. Bắt đầu buổi học, cô giáo hỏi Riley về Minnesota. Vui vẻ gợi lại một ký ức hạnh phúc, khiến Riley mỉm cười. Hầu như cuối tuần nào, cả nhà em cũng kéo nhau ra hồ chơi, cô bé kể. Nhưng rồi, đột nhiên Riley thấy lòng trùng xuống. Buồn bã lại vừa làm một ký ức hạnh phúc khác đổi thành màu xanh. Riley bật khóc ngay trước lớp. Và lần đầu tiên trong đời cô bé, một ký ức lõi màu xanh lăn vào sở chỉ huy. Vui vẻ cố ngăn ký ức lõi mới toanh đó khỏi bị hút vào ống chân không. Vui vẻ, đừng, buồn bã kêu lên và ra sức ngăn cản vui vẻ. Trong khi giằng co, họ ngã nhào vào bệ đỡ, làm năm ký ức lõi bật tung ra. Ánh sáng ở cả năm đảo tính cách vụt tắt. Rồi đường ống chân không cực mạnh hút cả buồn bã, vui vẻ lẫn năm ký ức lõi ra khỏi sở chỉ huy. Vui vẻ và buồn bã bị hút vào thế giới tâm trí và rơi xuống một thùng khối cầu ký ức. Vui vẻ vội gom cả năm lõi ký ức màu vàng lại. Còn ký ức lõi màu xanh đã lạc mất. Ta có thể giải quyết được vụ này, vui vẻ nói. Ta chỉ cần quay về sở chỉ huy, lắp các ký ức lõi vào bệ. Thế là Riley sẽ bình thường trở lại. Họ chạy tới đảo ngốc nghếch, rồi bắt đầu bước lên dây ánh sáng. Bên trong sở chỉ huy, giận dữ, chán ghét và sợ hãi xoay sở đủ cách để xử lý mọi chuyện như cách vui vẻ vẫn làm. Nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu cả. Trong bữa tối, bà mẹ Riley để ý thấy cô bé cư xử không được tự nhiên. Trong tâm trí của bà và mẹ Riley, các cảm xúc của họ cũng rối bời
khi họ cố tìm hiểu xem Riley đang gặp chuyện gì. Bà mẹ càng gặng hỏi, Riley càng tỏ ra khó chịu. Giận dữ bắt đầu nổi khùng. Sợ hãi cố gắng xoa dịu anh ta. Thôi, vui lên nào. Nhưng giận dữ gạt sợ hãi qua một bên và giành quyền điều khiển. Trong nháy mắt, Riley bùng nổ. Ba mẹ thôi đi được không? Cô bé thét lên. Các cảm xúc trong đầu ba Riley lập tức giúp ông thể hiện uy quyền và Riley bị đuổi về phòng. Khuya hôm ấy, bà Riley tìm cách chọc cho con gái vui lên. Nhưng cô bé chỉ lờ đi, khiến đảo ngốc nghếch bắt đầu sụp đổ. Chạy mau! Vui vẻ thét lên. Cô cùng buồn bã vắt chân lên cổ, chạy thật nhanh trên dây ánh sáng. Họ về đến đất liền vừa kịp lúc, chỉ để nhìn thấy đảo ngốc nghếch đổ sập và rơi xuống vực sâu hun hút bên dưới. Ta chỉ cần đi đường vòng là được, vui vẻ nói. Cô mải miết bước giữa những kệ giá bất tận của vùng ký ức dài hạn, lôi xình xịch buồn bã theo sau. Họ đi suốt hàng tiếng đồng hồ trong mê cung ký ức dài hạn. Đột nhiên, họ nhìn thấy hai công nhân trí não, gọi là thợ lãng quên. Nhiệm vụ của họ là chuyển những ký ức xưa cũ xuống bãi thải ký ức. Đã xuống bãi thải là khỏi quay về luôn, một thợ lãng quên nói. Trong khi đó, Riley đang nói chuyện với Mac, cô bạn thân nhất ở Minnesota. Qua máy tính xách tay, Mac vừa nhắc tới một người bạn mới. Giận dữ lập tức chiếm quyền và Riley tức tối đóng sập máy tính lại. Đảo tình bạn rung chuyển. Vui vẻ chạy ra và thấy đảo tình bạn sụp xuống bãi thải ký ức. Với vui vẻ, phải tận mắt chứng kiến các hòn đảo vụn vỡ và mất hút trong bóng tối, thật đau lòng. Chẳng khác nào từng phần tính cách của Riley cứ lần lượt mất đi. Trời ơi, Riley thích đảo này lắm, giờ thì không còn nữa rồi, buồn bã kêu lên. Vĩnh biệt tình bạn, xin chào cô đơn, vui vẻ và buồn bã tiếp tục đi qua mê cung ký ức dài hạn. Kìa, có ai đó trông quen quen. Hóa ra là Bing Bong, người bạn tưởng tượng ngày xưa của Riley. Bề ngoài, Bing Bong nửa là mèo, nửa là voi, lại là cả cá heo. Toàn thân cậu ta làm từ kẹo bông. Hồi Riley mới lên 3, Bing Bong và Riley đã có rất nhiều chuyến phiêu lưu kỳ thú trên chiếc xe kéo tên lửa chạy bằng năng lượng bài hát. Bình Bồng gợi ý cả bọn nên lên đoàn tàu suy nghĩ để trở về sở chỉ huy. Anh ta còn biết cả đường tắt ra ga gần nhất. Bình Bồng dẫn hai người bạn mới đến một tòa nhà lạ hoắc tên là Tư Duy Trừu Tượng. Ga tàu ở ngay bên kia, Bình Bồng sốt sắng. Tớ đã đọc về chỗ này trong cuốn cẩm nang rồi, ta không nên đi vào, buồn bã nói. Nhưng vui vẻ không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. Tớ không muốn lỡ chuyến tàu này đâu, cô nói rồi quýnh quáng bám theo Bing Bong. Lòng đầy băn khoăn, buồn bã đành đi theo. Ở trường hôm ấy, Riley lủi thủi ăn trưa một mình. Cô bé đang nếm trải một ý niệm trừu tượng của riêng mình, nỗi cô đơn. Khi Bình Bồng, vui vẻ và buồn bã bước vào tòa nhà, họ nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại. Căn phòng sáng bừng lên. Ôi tôi chết, buồn bã kêu lên. Khu này được khởi động rồi. Thân hình của họ bắt đầu biến đổi thành những hình dạng cơ bản. Chúng ta đang bị trừu tượng hóa đấy, buồn bã hét lớn. Mặc dù cơ thể liên tục biến hình, họ vẫn cố lết về phía lối ra ở bên kia căn phòng. Khi họ thoát ra được, cũng là lúc đoàn tàu chuyển bánh rời ga. Còn một ga nữa, Bình Bồng chỉ về xứ tưởng tượng. Nếu giảo chân lên, ta sẽ bắt kịp. Bình Bồng rất hào hứng được dẫn vui vẻ và buồn bã đi thăm xứ tưởng tượng một vòng chớp nhoáng. Bình Bồng dẫn hai bạn đến thị trấn Cúp, rừng khoai chiên và thị trấn Mây, đều là những chỗ vui vẻ yêu thích. Còn có một thứ mới toanh mà Bình Bồng chưa từng thấy bao giờ,
một cái máy tạo bạn trai tưởng tượng. Úi chao, tuyệt thật đấy, vui vẻ lẩm bẩm. Ở sở chỉ huy, ba cảm xúc còn lại đang chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thi tuyển vào đội khúc côn cầu của Riley. Nếu cô ấy cố dùng đến đảo khúc côn cầu, nó sẽ sụp đấy, chán ghét lên tiếng. Thế nên tôi mới phải gọi lại mọi ký ức khúc côn cầu mà tôi nghĩ ra được đây, sợ hãi đáp. Sợ hãi nhồi nhét các ký ức khúc côn cầu từ xưa vào bệ đỡ ký ức lõi, mong sao các khối cầu đó sẽ tiếp năng lượng cho đảo hoạt động. Nhưng tất cả bật tung ra. Đủ lắm rồi, giận dữ thét lên và giành quyền điều khiển. Riley vứt cây gậy đi và đùng đùng bỏ ra khỏi sân băng, khiến cho đảo khúc côn cầu đổ sụp xuống. Vui vẻ muốn ra ga tàu thật nhanh, nhưng Bình Bồng bỗng nhìn thấy chiếc xe kéo tên lửa của mình bị đẩy xuống vực. Không không không, các người không được vứt xe của tôi xuống bãi thải. Riley với tôi còn phải phóng lên mặt trăng nữa chứ, Bình Bồng kêu rối rít, rồi vội đuổi theo chiếc xe. Nhưng quá muộn, nó đã rơi mất tăm. Buồn bã hết lòng an ủi Bình Bồng khi anh ta ôm mặt khóc ra bao nhiêu là kẹo ngọt. Tớ dám chắc cậu và Riley đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Sau một hồi, Bình Bồng quệt mắt. Tớ ổn rồi. Vui vẻ không thể tin nổi, buồn bã quả thực đã giúp Bình Bồng cảm thấy dễ chịu hơn. Bình Bồng dẫn hai bạn đến ga tàu vừa kịp lúc. Cả bọn leo lên đoàn tàu suy nghĩ. Chưa đi được mấy, tàu bỗng nhiên đứng khựng lại. Riley đi ngủ rồi, viên kỹ sư lái tàu lên tiếng. Bọn tôi cũng nghỉ đây. Làm sao cả bọn chờ đến sáng để tàu lại chạy được? Buồn bã nảy ra một ý. Hay ta đánh thức Riley dậy. Vui vẻ, buồn bã và Bình Bồng lao vào xưởng sản xuất giấc mơ, nơi chuyên tạo ra các giấc mơ cho Riley. Chao ôi, chỗ này rộng thật đấy, vui vẻ thốt lên và trầm trồ ngắm nghía xung quanh. Cô còn trông thấy cả kỳ lân cầu vồng, minh tinh trong mơ mà cô hằng mến mộ. Cả bọn đi qua cửa cách âm và nhìn thấy một bối cảnh phim trường trông giống lớp học của Riley. Họ nấp sau giá treo phục trang và bàn tính kế hoạch. Buồn bã nghĩ một cơn ác mộng sẽ khiến Riley tỉnh giấc, nhưng vui vẻ không muốn làm thế. Ta sẽ chọc cho Riley vui đến nỗi tỉnh dậy luôn, vui vẻ nêu ý kiến. Nói rồi, cô tìm một bộ đồ hóa trang hình cún con và đưa một nửa cho buồn bã. Mặc xong, hai người lẻn vào trường quay. Đạo diễn giấc mơ bảo quay phim lắp thêm kính lọc bóp méo hiện thực. Anh ta lắp ống kính đặc biệt vào máy quay, và dàn diễn viên của xưởng sản xuất giấc mơ bỗng nhiên trông giống hệt cô giáo và các bạn cùng lớp của Riley. Sợ hãi đang trực giấc mơ ở sở chỉ huy, anh ta thấy một chú chó nghênh ngáo bước vào khuôn hình. Bộ đồ hóa trang bỗng nhiên rách toạc, lộ ra vui vẻ và buồn bã bên trong. Nhưng qua ống kính bóp méo hiện thực, trông cứ như con chó đã bị xẻ làm đôi vậy. Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, sợ hãi không ngừng lắp bắp. Kế hoạch của buồn bã đã phát huy tác dụng. Họ làm Riley sợ đến nỗi cô bé dần tỉnh ngủ. Nhưng rồi, đạo diễn phát hiện ra hai kẻ đột nhập vào trường quay và gọi bảo vệ tức thì. Vui vẻ và buồn bã đã kịp thoát thân, nhưng Bình Bồng đã bị tóm gọn. Bảo vệ lôi Bình Bồng xuống tầm hầm tiềm thức. Ở đây, mọi nỗi sợ hãi sâu kín nhất của Riley bị nhốt kỹ bên trong những cánh cửa khóa chặt. Vui vẻ và buồn bã lẻn vào trong. Họ đi vòng qua cái máy hút bụi của bà ngoại, tránh xa cầu thang dẫn xuống tầng hầm, và thấy Bình Bồng nhốt bên trong một cái lồng kết bằng bóng bay trên bụng gã hề kinh dị tên là Om Sòm. Vui vẻ rón rén trèo lên bụng hắn và thả Bình Bồng ra. Nhìn gã hề Om Sòm, vui vẻ và buồn bã biết ngay mình phải làm gì để đánh thức Riley. Họ bóp mũi gã hề khổng lồ khiến hắn choàng dậy, rồi dẫn hắn đến thẳng xưởng sản xuất giấc mơ.
Om Sòm vừa xông qua cánh cửa cách âm, bình bồng, buồn bã và vui vẻ liền nhanh chân chạy tới đoàn tàu suy nghĩ và nhảy lên. Cơn ác mộng khủng khiếp làm Riley bật dậy. Đoàn tàu bắt đầu xình xịch chuyển động. Trong lúc đó, ở sở chỉ huy, giận dữ nghĩ ra một sáng kiến. Vì mọi chuyện trở nên tồi tệ kể từ khi họ chuyển tới San Francisco, anh ta nghĩ Riley nên trốn về Minnesota. Ai đồng ý với tôi nào? Anh ta hỏi. Chán ghét và sợ hãi đều tán thành. Giận dữ bèn lắp bóng đèn sáng kiến vào bàn điều khiển. Ngồi trên tàu, vui vẻ và buồn bã phát hiện ra là họ có chung một ký ức yêu thích. Giỏi lắm! Cậu bắt đầu học được cách suy nghĩ vui tươi rồi đấy! Vui vẻ nói. Buồn bã nhìn vào khối cầu và hồi tưởng lại khoảnh khắc đội khúc côn cầu của Riley bị thua trong trận đấu loại trực tiếp. Riley chính là người đánh trượt cú ăn điểm quyết định. Vui vẻ thở dài. Buồn bã hồi tưởng sai cách rồi. Vui vẻ hứa khi nào cả hai về lại sở chỉ huy, cô sẽ giúp buồn bã tập suy nghĩ lạc quan hơn. Cùng lúc đó, Riley đang sửa soạn trốn khỏi nhà khi cô bé lấy trộm thẻ tín dụng của mẹ để mua vé xe buýt. Đảo trung thực sụp xuống, bẻ gãy đường dây của đoàn tàu suy nghĩ. Các công nhân vội kéo vui vẻ, buồn bã và bình bông thoát ra trước khi đoàn tàu lao thẳng xuống bãi thải. Ta lại mất thêm một đảo nữa rồi, đang xảy ra chuyện gì vậy? Vui vẻ thét lên. Cô chưa nghe tin gì sao? Một công nhân trí não nói. Riley đang bỏ trốn. Khi Riley rời khỏi nhà và đi bộ tới bến xe buýt, đảo gia đình bắt đầu rạn vỡ. Bỗng một số giá lưu trữ của trí nhớ dài hạn sụp xuống, làm lộ ra một đường ống hồi tưởng. Các đường ống hồi tưởng có nhiệm vụ chuyển những khối cầu ký ức về sở chỉ huy. Ta có thể dùng đường ống này để trở về sở chỉ huy, buồn bã reo lên. Nhưng vui vẻ không muốn buồn bã biến các ký ức lõi thành màu xanh. Vì vậy, cô chui lên đường ống một mình. Cô chưa đi được bao xa thì đường ống vỡ toác. Vui vẻ và các ký ức lõi rơi thẳng xuống. Bình bồng vươn tay ra để đỡ lấy vui vẻ. Nhưng bất thần, đất dưới chân anh ta sụp xuống. Buồn bã chỉ biết đứng nhìn vui vẻ và bình bồng lao thẳng xuống bãi thải ký ức. Vui vẻ tan nát cõi lòng. Cô nghĩ mình đã làm Riley thất vọng. Cô tìm thấy khối cầu mà cô và buồn bã đã cùng ngắm nhìn khi ở trên đoàn tàu ký ức. Nhìn lại ký ức ấy, vui vẻ mới nhận ra một điều. Phần vui tươi của ký ức khi ba mẹ và các đồng đội đến động viên cho Riley vui lên xảy ra là bởi vì trước đó Riley cảm thấy rất buồn. Cuối cùng, vui vẻ đã hiểu ra. Riley không thể hạnh phúc nếu thiếu buồn bã. Ta phải trở lên kia, vui vẻ nói với bình bông. Đột nhiên, vui vẻ nảy ra một sáng kiến. Cô và bình bông có thể lái chiếc xe tên lửa của bình bông để thoát khỏi bãi thải ký ức. Họ tìm thấy xe kéo giữa đống rác và nhảy vào. Rồi đôi bạn gân cổ lên hát thật to. Cỗ xe gắn tên lửa phóng vút về phía miệng vực. Vui vẻ cố bám vào gờ đá, nhưng họ thậm chí còn chưa tiến sát được mép vực. Họ thử đi thử lại, nhưng chưa một lần nào cỗ xe bay đủ cao để thoát khỏi bãi thải. Bình bồng chợt nhận ra mình bắt đầu nhòa dần. Cố lên, vui vẻ ơi, một lần nữa thôi. Tớ có linh cảm lần này sẽ thành công. Nhân lúc vui vẻ không để ý, bình bồng nhảy ra ngoài. Xe kéo tên lửa vút lên cao, cao mãi và vượt khỏi miệng vực. Hurra! Bình bông ơi, thành công rồi! Tụi mình! Vui vẻ nhìn xuống và thấy bình bông đang nhảy nhót reo hò bên dưới. Ha ha ha! Cậu làm được rồi! Đi cứu Riley mau! Nhớ đưa cô bé lên mặt trăng dùm tớ nhé! Bình bông vẫy tay tạm biệt và dần tan biến. Về đến nhà, bà mẹ Riley tá hỏa khi thấy con gái đi học vẫn chưa về. Họ vội vã gọi điện thoại di động của Riley, nhưng cô bé không nghe máy. Ở sở chỉ huy, giận dữ, sợ hãi và chán ghét bắt đầu hối hận vì kế hoạch bỏ trốn. Đúng là mất trí,
giận dữ quát tháo. Đáng lẽ cô ấy không nên bỏ nhà đi. Phải bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu cô bé, chán ghét nói. Họ cố gỡ bóng đèn sáng kiến ra, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Cả bọn bắt đầu hoảng hốt và bấm tán loạn tất cả các nút trên bàn điều khiển, vui vẻ đuổi theo buồn bã xuyên qua mê cung ký ức dài hạn, vào tận xứ sở tưởng tượng. Không có tớ, Riley sẽ hạnh phúc hơn, buồn bã hét lớn. Cô nhảy lên một đám mây và lướt đi. Bỗng nhiên, vui vẻ nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cô khởi động máy tạo bạn trai tưởng tượng và dựng lên một tháp bạn trai cao vút. Hành động! Cô ra lệnh. Tất cả đám bạn trai tưởng tượng công kênh vui vẻ lên, rồi ném cô vào tấm đệm nhảy trên đảo gia đình đổ nát. Cô bật lên đó và phóng vèo qua không trung đến thẳng chỗ buồn bã. Bám chắc nhé, vui vẻ hô to rồi chụp lấy buồn bã. Hai người lao vút về phía sở chỉ huy và đập thẳng vào cửa sổ. Giận dữ, chán ghét và sợ hãi mừng rối rít khi thấy họ. Nhưng kẹt một nỗi, cửa sổ sở chỉ huy không mở ra được. Chán ghét nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời. Cô nàng chọc cho giận dữ điên lên, rồi dùng ngọn lửa phừng phừng trên đầu anh ta để đốt cháy kính cửa sổ. Vui vẻ và buồn bã, lồm cồm trèo vào trong. Buồn bã, nhờ cậu cả đấy, vui vẻ nói, Riley cần cậu. Các cảm xúc khác chăm chú nhìn buồn bã bước lên bàn điều khiển và nhẹ nhàng gỡ chiếc bóng đèn sáng kiến ra. Trên xe buýt, Riley đứng bật dậy. Cháu muốn xuống xe, cô bé nói và tức tốc chạy về nhà. Bà mẹ Riley thở phào nhẹ nhõm khi cô bé xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ở sở chỉ huy, vui vẻ trịnh trọng rào năm lõi ký ức vào tay buồn bã. Từng ký ức dần chuyển thành màu xanh lam. Buồn bã đặt các khối cầu vào khu hồi tưởng và chúng lần lượt xuất hiện trong tâm trí Riley. Riley bắt đầu khóc. Con biết ba mẹ không muốn con như thế, nhưng mà con nhớ nhà cũ lắm. Con nhớ Minnesota, Riley nức nở. Bà mẹ nói với Riley rằng họ cũng nhớ Minnesota. Cả nhà ôm chặt lấy nhau và giữa những giọt nước mắt, Riley mỉm cười. Vào khoảnh khắc ấy, một ký ức lõi mới lăn vào sở chỉ huy. Một ký ức nửa lam, nửa vàng, hai màu quyện lại với nhau thành một khối cầu. Khối cầu yên vị trên bệ đỡ ký ức lõi và tạo ra một đảo gia đình mới tinh. Mấy tháng sau đó, có rất nhiều thay đổi tốt đẹp diễn ra, cả ngoài đời lẫn trong thế giới tâm trí của Riley. Các cảm xúc cực kỳ phấn khích với những đảo tính cách mới hình thành. Tớ thích đảo bi kịch tình yêu ma cà rồng, buồn bã thỏ thẻ. Đảo ban nhạc toàn nam á. Cầu trời, đây chỉ là một giai đoạn trong đời thôi, sợ hãi nói. Một bàn điều khiển mới nâng cấp cũng được lắp đặt trong sở chỉ huy. Ê mọi người, tuổi dậy thì là cái gì vậy? Chán ghét vừa nói vừa xăm soi cái nút to đùng màu đỏ. Riley đã gia nhập một đội khúc côn cầu ở San Francisco và kết thêm một vài bạn mới rất hay. Trong một trận đấu, ba mẹ còn ngồi trên khán đài và cổ vũ con gái rất hăng. Foghorns cố lên, bà gào tướng lên. Tiến lên Riley, mẹ cũng reo hò ầm ĩ. Riley thấy hơi ngượng, nhưng cô bé phải thừa nhận là bà mẹ thật hết sảy. Cô bé lướt ra sân băng, sẵn sàng xung trận, trong khi các cảm xúc cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Nào anh em, vui vẻ lên tiếng, ta chơi khúc côn cầu tí. Vui vẻ và buồn bã đứng cạnh nhau bên bàn điều khiển. Họ đã hiểu ra rằng đoàn kết và làm việc cùng nhau là cách tốt nhất để giúp Riley có một cuộc sống hạnh phúc. Ngày lúc này đây, mọi việc với Riley đều hoàn hảo. Cô có những người bạn mới miễn chê, một đội khúc côn cầu mới, một căn nhà mới,
và cô đã bước sang tuổi 12. Chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ? Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau.